Xin chào các bạn. Chào đi thôi. Chào nha. Thôi chị chào thấy rồi, mẹ chào nữa, có giống cái channel rồi á. Tôi là Linh. Đây là... Mình là My, thuộc team The Reviewer, nhưng hôm nay sẽ thẩm nhạc. Hôm nay bọn mình sẽ reaction bài mới của Denver, bài Luôn Yêu Đời với Trang, khả năng đây là người Trung Quốc. Hai anh em tôi hôm nay không biết gì về rap nhưng mà sẽ reaction về rap để đú theo gọi là bắt trend, gọi là để bú view. Em biết gì về Dan? Bài gần nhất em nghe của Dan là Diễn Viên Tồn. Bài đấy hay. Và ui, lâu lắm không nghe nhạc Dan này. Dài. Em thường xuyên nghe nhạc Dan luôn. Dài toàn chờ trong xanh những cái hình cầu mày. Chạy deadline và sao lại mày lại nghe nhạc chạy deadline là nhạc Dan? Vâng, kiểu như vì là mày có động lực ấy. Chậm deadline tồi. Diễn viên tồi. Nhân viên tồi. Đúng, bài nhạc cho mày phải là nhân viên tồi. Vâng, My là nhân viên của tôi khoảng tầm bao nhiêu? 2 năm à? Gần 2 năm. Gần 2 năm rồi, chưa bao giờ nó là nhân viên tốt cả. Tôi xem đi. Ok, bắt đầu bắt đây. Dùng dán lên mây à? Đồi Phượng Hoàng. Là một ngọn cây vươn lên không trung, làn mây đang trôi ung dung. Lại đứng một mình nhỉ? Lại cây à? Ừ, lại cây. Rất mày. Lại đứng một mình lại cây là anh kiểu sản áp bài đúng không? Thường để bị lôi tới chân sông đáy Mariana. Ê, nhưng mà thề mấy cái reference kiểu xuống đáy Mariana nghe cảm giác nó hơi bị gượng à? Ừ, sâu như đáy Mariana thì đúng là nó đúng ấy, nhưng mà nó là kiểu cái mọi người kỳ vọng được ấy, hiểu không? À. Nghĩa là nó không phải là một cái phép so sánh gì mà nó hay ấy. Sáng nay thức giấc chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra, thấy được cuộc đời này còn yêu ta vô cùng. Tốt nhất là nên yêu đời. Ta thường từng ngắm điều cũ kỹ, rốt cuộc bao nhiêu là đủ nhỉ? Nhảy nhót giữa đời như lũ khỉ, ngày thì kiếm cơm đêm ngủ kỹ, lắng nghe cuộc đời đang thủ thỉ và luôn giữ kỹ, không nghe đàm phán với lũ quỷ, dù chỉ là sợi tóc hay là một góc trong linh hồn. Yêu đời là cách ta sinh tồn, không cao không ngạo không lâu kỳ. Yeah. Tội gì mà không yêu lấy cuộc đời mình và ta yêu đời lắm. Yêu đời từ khi mà nó còn tối tăm, chưa biết khi nào nó ngời thắm. Khi mà ta vẫn còn chưa biết sẽ phải làm sao đối với cuộc đời mình. Khi mà ta vẫn say sưa viết mà biết không ai sẽ thuộc lời mình. Yeah. Khi còn là vô bộ, mấy thằng đi vào thô lỗ. Rap tới khi mà khô cổ, với đám bạn làm solo. Có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về khô cổ. Khi lời nhạc còn sơ hở và thở dở. Ngủ dưới bầu trời những người cơ nhở. Không gian không đẹp cho niềm mơ thở. Luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đôi khi cũng là khá khổ công. Nhưng phải có ngày tàn mới có ngày lá trổ bông. Có khi cơn mơ tới tại chỗ vã tôi không. Nhưng mà sau tất cả luôn thành đá tổ ông. Xem mình ngày mai là đồng minh. Và xem mình hôm qua là đối thủ. Tìm cách mà lấp đầy lòng tin. Phải tin mình tin người thì mới đủ. Yêu cả những thứ ta phải làm. Và cảm hứng luôn là đồ mới cũ. Yêu đời đủ nhiều thì nỗi buồn cũng trở nên dễ chịu như gối ngủ. Cúi thấp đầu hơn. Ngày tháng sẽ làm cho tất cả trôi mất một giờ. Để không nhiều luyến tiếc trong thời chiều tiết biến. Nói với bản thân không được buông không được buông. Trường 800 năm vàng mã miệng uống nước mưa. Nếu không yên lòng thì nếp mình dưới bóng cây. Và nhớ luôn yêu đời nó chỉ dài với lòng tay. Ngọn cây vươn lên không trung, làn mây đang trôi dung. Lượt nắng lên thật nhiều điều không cho ta yên vui. Đừng để bị lôi đôi chân xuống đáy Mariana. Cái rinh được đúng nghĩa là không nghe nó không thuận tai ấy. Đúng. Ok, so sánh nó ok nhưng mà nghe nó không thuận tai. Đúng nó hơi nó người ta vẫn hiểu thôi nhưng mà chắc là nó nên có một cái vần Ariana đúng không? Ừ. Taritasa thì như bị xuống đấy Mariana chẳng hạn. Nghe cô nó không làm được đâu. Ngàn lần sáng nay thức giấc chợt nghe thấy lòng bồi hồi từ trong ra. Đóng thấy được cuộc đời này còn yêu ta. Có những trong chân như gỗ bị cong vênh chỉ có từng mình uống nắng. Chưa từng đánh mất đi lòng tin chắc lọc chiều thông tin nhủ lòng đừng muốn thắng. Cũng đừng sợ thua thì bày cao khác. Một ngày trong đời là một ngày reo hét. Như khi còn bé đem trang vở xé mà gấp máy bay. Chẳng mong đợi vì không biết lời gì chỉ vì thấy nó hay. Và biết mình may mắn nên thường chấp lấy tay. Cuối mắt nhìn đời thấy mình là một trong muôn vàng người lao động. Ngước lên nhìn trời cảm ơn đời cho có mắt nhìn trời cao rộng. Để biết mình đã đang và chưa từng lớn lao hay trung tâm thế giới. Yêu cả những lần từng đứng đau bằng một tâm thế mới. Tiếng đời ngân nga thì trong ta khẽ khàng và xin được yêu thương những người đang cạnh mình. Non xanh nước biếc như phòng nhà kẻ bàn ta đi qua thung lũng như là phan mạnh quyền. Muốn làm chơi giữa tảng mây to làm nhà dưới hàng cây trò ta sẽ lại cùng nhau bày trò sẽ bài sáng như là Thái Lo. Chị nói có Thái Lo Swift vào dễ flop lắm. Nói thế Thái Lo Swift sẽ flop hả bạn? Ôi cái kiểu cái điệu nhảy này tôi thề luôn, kiểu gì mấy hôm nữa cũng sẽ thành trend. Có gì à? Ôi, mẹ, beat chill nhau. Tôi đi lấy người ai làm beat này đấy?
nghe lần hai. Ừ, nên nghe lần hai đúng không? Ừ. Tại vì nhạc của Đen. Nhạc cũng thế mà. Nhạc của Đen ban đầu lần đầu nghe lúc nào cũng không hay. Xong rồi những lần sau nghe thì hay hơn. Giống nhạc của Blackpink à? Nghe lần đầu không hay. Ừ. Không phải nghe lần hai lần ba. Ok, bọn tôi vừa nghe xong Luôn Yêu Đời của Đen. Thường thì Đen Vâu sẽ feat với một nữ ca sĩ, nhưng mà đây là một trong những lần hiếm hoi mà Đen feat với một nam ca sĩ khác. Và tôi nói thẳng là tôi không thích giọng của anh bạn Trang này lắm. Boys, Young Bright Here, không biết ông nào luôn. Ta Tu Đà, Cẩm Phả, Bãi Cháy. Bạn nhớ cái bài Chiến Nhân Làng nhỉ, mà nó quay y hệt đấy luôn. Cũng quay, cứ đứng ở trên đồi, xong anh em có một đoạn anh phải đứng ở ngoài không gian rộng ấy, biết xong rồi chỗ này là hay người hay làm kiểu này ai không? Taylor Swift à? Tây Nguyên Sao. Tây Nguyên Sao hay ờ đúng cái vai đây kiểu này. Rất là Tây Nguyên Sao. Bài này Đen Vâu làm phong cách lạ thế. Vì xưa nay Đen Vâu thì thường sẽ kiểu nghe là tình hơn đấy. Nghe nó tình xong nó chậm hơn. Lần này Đen nó hơi fast flow tí, nhưng mà kiểu nó không quá nhanh, nhưng mà kiểu nó nhanh hơn Đen Vâu bình thường. Cảm xúc của tôi sau khi nghe bài này đầu tiên chắc chắn sẽ là Wait a minute. Who are you? Mà thấy là nó hơi khác mình tất cả ý là kiểu nó sẽ tuột đấy. Nó không đoạn nào thực sự kiểu lên. Anh thấy nó là một cái nỗ lực để làm khác, nhưng mà làm khác một cách trẻ hóa đi nhá. Lần trước những người xuất hiện trong MV lần trước trông rất là lớn đúng không? Nó là mang niềm suy tư của người lớn ấy. Cả cái ông Trang này trông trẻ con vậy. Trông nghĩa là ông ấy rap về đời có vẻ không hợp lắm ấy. Đúng không? Cả các bài này viết hơi vội. Thiếu cái gì ấy. Ừ. Còn với Trang thì cái chất giọng của Trang không phải là kiểu quá đặc biệt. Nhưng mà cảm giác chọn Trang, giọng của Trang khá hợp bài này mà. Trước tiên thì phải nói là cái giọng hát của cái bạn Trang à. Trang này hay. Còn giọng này lạ. Tức là tôi để ý là Đen Vâu từ rất lâu rồi nhá. Vẫn hay có cái kiểu gọi là sẽ debut một bạn kiểu ca sĩ hơi vô danh một tí. Push những nhân tố mới ấy. Không, tôi nghĩ là Đen Vâu là kiểu ê mày có phim không? Không có phim đúng không? Vào đây hát cho anh hả? Anh em kiểu thế. Chiêu nhỉ, cái đoạn này chiêu. Ờ cái đoạn hay câu này kiểu hay là đoạn câu này kiểu luyến ấy. Là có cả cái câu sau cái gì đi qua thung lũng như Phan Mạnh Quỳnh, xong cái câu đoạn này cũng luyến giống Phan Mạnh Quỳnh, cảm giác chiêu phết. Bạn nữ xinh phết. Tan từng từng ngắm điều cũ kỹ, rốt cuộc bao nhiêu là đủ nhỉ? Nhảy nhót giữa đời như lũ khỉ, ngay thì kiếm. Tự dưng tao là nghe câu bao nhiêu là đủ nhỉ, tao lại nhớ cái hôm anh em uống rượu ấy. Uống thế này là đủ rồi. Nghe lần hai có vẻ hay hơn. Ừ, nhưng nghe. Mà cái đoạn rap thì nó sẽ nổi bật hơn là cái đoạn mấy bài trước nha. Em thích cái phần hát hơn ấy. Ok. Kiểu nghe lời của Đen Vâu thì nó sâu sắc các thứ. Cái bài này nó sẽ hợp khi mà mày ngồi buổi đêm này, không vui cho lắm chẳng hạn. Hoặc là kiểu mình đang nghi ngờ bản thân ấy. Những lúc anh thấy nhạc Đen hay là những lúc anh ngồi mình và anh đang nghĩ về cái gì đấy. Ngồi tự vấn à? Ừ. Anh nhận ra cái câu đấy nó làm hỏng cả đoạn ấy. Hay người ta cố tình làm thế. Cơm đêm ngủ kỹ, lắng nghe cuộc đời đang thủ thị và luôn giữ kỹ, không nghe đàm phán với lũ quỷ. Ôi, chỉ mày biết cái này lúc tao nhớ đến gì không? Tao nhớ được cái lúc mà chính là lõi khế ước quỷ dữ. Khế ước quỷ dữ vậy. Với đám bạn làm solo, có mấy thằng bị xô đổ, bị cơm áo về cô cổ. Khi là nhà còn sơ hở và thơ dở, ngủ dưới cho những người cơ nhở. Không chăng không đệm cho niềm mơ thở. Vâng luôn yêu đời chưa bao giờ thở. Yêu đời đủ đối. Vần ba. Vần ba. Đây là vần ba. Thậm chí là từ đầu đến giờ toàn vần ba mất. Xem mình ngày mai là đồng minh và xem mình hôm qua là đối thủ. Cái kiểu tao thấy nó khá là bị ở nhá. Ví dụ xem mình ngày mai là đồng minh, ngày hôm qua là đối thủ đúng không? Thì cái thằng ngày mai lại xem mình là đối thủ. Như kiểu nếu mà mình xem nó đồng minh, nó lại xem mình là đối thủ, hiểu không? Đúng không? Mày biết một câu nữa là gì không? Kẻ thù là bạn. Như vậy là thằng ngày mai và thằng ngày hôm qua sẽ là bạn của nhau. Đúng không? Ừ nhờ. Thì vậy là chứng tỏ là ngày mai với xung quanh toàn là bạn. Sao mày ngu thế hả? Uầy! Hà Mỹ uống nước mưa. Nếu ngày xưa chúng ta uống nước mưa được, chứ bây giờ uống nước mưa chắc chắn là đi viện. Chết luôn. Ơ? Mấy lóng tay là sao? Mấy lóng tay là sao? Cái móng tay hay là cái gì? Lóng tay đây này. Lóng tay ấy. Lên mạng sớt sớt thì mà xem. À, ngón tay. Đúng không? Ờ đúng rồi. Lóng tay là ngón tay. Nghe lần hai kiểu cảm lời tốt hơn. Ừ, đúng. Hiểu. Nghe lần hai hiểu lời tốt hơn. Kiểu nghe lần đầu thì mình tự nhiên tập trung vào nhạc nhiều ấy. Ờ đúng, lần hai xong thì đấy. Nghe kiểu mình tập trung vào lời hơn, hiểu ý nghĩa các thứ. Cũng không tệ đâu. Cái gì mà là lần đầu mình thử mà những lần sau mình thích nhỉ? Này là nhạc Blackpink mọi người ạ. Có những cái mà khiến mình muốn nghe lại một bài ấy, thì là giai điệu chẳng hạn đúng không? Như kiểu Blackpink thì chắc là nhạc lời sôi động đúng không? Và cái này thì sẽ là kiểu đánh vào đồng cảm nhiều hơn đúng không? Thì nghe sẽ thấy là ngấm ấy.
nghe đi lanh nghe lại nhiều giống cái bài gì sếp con buông lời sóc sóc mỏng ấy. Cái gì nhỉ? Bài gì nhỉ? Tự nhiên quên nhỉ? Tôi thấy là dạo gần đây kiểu cái xu hướng viết của Denvo nó không còn chơi chữ nhiều nhá. Tức là ngày xưa thì còn hay có cái kiểu gọi là nhét mấy cái wordplay vào ấy, nhưng mà giờ gần như là kiểu nó sẽ đời ấy, nó sẽ kiểu kể ấy, nó sẽ không có cái gì để phân tích lắm. Cái flow lần này thì khác rồi. Mọi lần thì khi mà tôi làm clip về Denvo ấy thì người ta hay nói là flow của Denvo nó bị một màu. Nhưng mà tôi thích màu của MV này. Cái này MV màu đẹp, với cả cái áo này không biết mua ở đâu nhá, tôi thề cái áo phao này ấm vãi chưởng. Chẳng mong đợi vì không biết lời gì chỉ vì thấy nó hay và biết mình may mắn là từng chấp lấy tay. Cái mà kiểu gấp máy bay không ít lợi gì các thứ thì thấy nó hay. Giống kiểu sống vì đam mê nhỉ? Giống mình chiều nay, sống hết chỉ đam mê, xong bây giờ đau lắm. Vì đam mê và tôi không đi được nó này. Đau tay, lắm. Chấn thương tay. Luôn. Sống mình vì đam mê mà, đam mê trả mình như cái đứa. Trông như về bố chơi đá vậy. Đúng là chơi đá đây này. Nhưng mà chủ đề bài này là nói về cái gì nhỉ? Nãy giờ tôi nghe tôi vẫn đang... Yêu đời. Chỉ luôn yêu đời thôi đúng không? Kiểu luôn ngẩng cao đầu đúng không? Tất nhiên là kể cả mày đang trong một cái rất là tối tăm này, hoàn cảnh như cứt đi. Nhưng mà cứ yêu đời hả? Yêu đời là khắc thành Denvo à? Đúng rồi. Chắc thế. Kỳ nhỉ? Chủ kiến khắc kỷ các bạn nhé. Yêu lấy mình các bạn ơi. Yêu đời đi, yêu đời yêu lại. Bản sắc của người yêu rồi. Nói đi mẹ. Đấy, đa phần chỉ chơi vần đôi thôi. Cứ vần đôi thôi, đơn giản thôi. Đơn giản như cuộc đời thôi. Mặc dù cuộc đời không đơn giản lắm. Và xin info mấy cái mũ mấy anh dài đội mũ len đẹp hết nhở? Shopee. Thôi rẻ, Shopee gì á. Từ khóa là gì không biết, anh em comment phát, anh em comment hộ tôi cái từ khóa mua Bernie ở đâu. Khéo có link bán áo đấy tôi thật. Không mua được ở đây thì mua áo của chùm cuối. Muốn áo đẹp như này đúng không? Chất đẹp như này đúng không? Ấm đúng không? Chùm cuối thôi các bạn. Không biết có áp mã được không nhưng mà tôi không có mã cho các bạn đâu. Đấy, nói chung là sau khi xem xong cái MV này ấy, thì tôi nghĩ là nó chắc chắn là sẽ nằm trong top trending rồi, chắc chắn luôn, bởi vì là đã rất lâu rồi. Vào rồi mà, top 2 sao? Vào top rồi, top đâu? Top 2 rồi, top 2 rồi. Music thôi. Tại vì tôi nhớ là top 1 đang là cái bài của Đức Phúc, bài kết hợp với 911 Band. Nói chung là bài này thì thực ra là tôi nghĩ là nó cũng chả thua kém gì bài của Đức Phúc đâu. Bài này thậm chí là tôi nghĩ là mấy hôm nữa khéo lên là top 1. Bởi vì là cái giai điệu nó rất là dễ nghe, nó rất là chill, nó rất là... Nói chung là cái bài này nghe lúc nào cũng được. Và thậm chí là đang sắp chuẩn bị đến cái mùa hè, là mùa du lịch, là người ta cũng sẽ mở bài này lên nghe. Cuối tuần hay bật. Cuối tuần là nghe để dọn nhà các thứ, ok đấy. Tôi thì tôi vẫn thích Denvo kết hợp với một ca sĩ nữ. Đó. Mình thực ra mình không nghe rap nhiều lắm. Nhưng mà mình sẽ đánh giá là bạn Chanh này hát rất là hợp, rất là hay. Ok, đó là những lời nhận xét mà chả có tí đóng góp đấy của bọn tôi. Nói chung là bài này hay, bài mới này hay, nghe là khá cuốn. Bình thường tôi không nghe nhạc của Đen nhiều đâu, nhưng mà tôi nghĩ bài này tôi sẽ nghe khá nhiều bởi vì nó hợp gu tôi. Còn bình thường của tôi thì nghe rap, tôi thích cái bài rap nào nhanh nhanh tí. Tôi nghĩ đây là một trong những bài hiếm hoi của Đen mà tôi nghe nhiều. Còn đa số những cái bài khác thì tôi hay kiểu thì quán cà phê bật thì mình nghe, không thì thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Mọi người. Nói chung bài này hay, tôi thấy hay. Mình đi ăn cỗ, và bọn tôi đi đây, chào tạm biệt.